Ok, trước khi vào video thì do video mình quay xong rồi nên mình mới phát hiện ra điều này nên mình muốn chèn ngang luôn, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên ever nên mình muốn thông báo luôn cho các bạn. Thì theo thông tin mình vừa mới cập nhật được ở trên Facebook, cái đoạn này thì là đoạn mình quay video xong rồi nhé các bạn, đoạn này đoạn mình quay mình ghép thêm vào. Thì nhiều anh em bảo là quét ở Ải Tinh Anh này, mình sẽ thử đi quét xem là nó sẽ... Ui, có rơi ra sách thật này. Thế này thì các bạn nhanh tay lên nhá, nhanh tay lên quét luôn ạ. Thế này thì ngon anh em, vui chơi sự kiện này thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời, mặt trời rồi, bên game chơi này cho nên là ngon rồi. Các bạn có thể quét ra sách nước luôn ạ. Đây, quyển sách của nước. Nhưng mà quét này thì cũng ốm no đấy nhờ. Ngốn điểm quá mà. Chắc quét 12 điểm rồi, mình sẽ quét 12 điểm xem có ra. Chắc có nhưng mà ít hơn anh em. Đây. Ok, thế là được rồi, qua bên có mấy con ạc chính chính anh em. Vui chơi sự kiện đúng bài luôn ạ. Mà như mình vừa ngốn hết bánh rồi phải không ta? Ừ, bữa vừa ngốn hết bánh và điểm tiêu tiêu được rồi anh em. Hôm nay có sự kiện ngon thì không có điểm thì được mà tiêu rồi. Bên game mới chôn ghê ạ. Chọn ngày ghê. Đó, Evan quà đổi được em xem nào. Mấy cái quyển nước này đổi được gì? À đây anh em, kết hợp mảnh thường này các bạn đổi được này. Ui, 60 quyển nước nhưng mà khó kiếm đấy. Anh ra đổi được kim cương này. Đổi được 1k kim cương này các bạn này. Cũng được đấy. Ok, nói chung là cũng ngon, anh em tranh thủ thời gian mà chơi nhá. Tuyệt vời mặt trời ạ. Ok, thông báo ngay đầu video luôn để cho anh em biết ạ. Do mình đến cuối video mình đến khi tắt video rồi mình mới biết ạ. Nên là giờ thông báo luôn cho anh em nhá. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ ạ. Ayo, hello nha, chào người nha. Chào mừng quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui người nha. Chúc anh em vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video của mình hay và hãy đừng quên để lại cho mình một like và share. Anh em thấy đăng ký kênh nha, đăng ký kênh góc phải mình chỉ có một người rất là nhiều. Đặc biệt là hôm nay thì mình mong rằng sẽ được nhận được nhiều đợt like của anh em hơn. Đấy, mong rằng sẽ có một video nào để đạt được số lượng like khủng ạ. Ngon, full nhiệm vụ này. Ngon, lại có kim cương anh em. Đấy. Đấy, mong rằng thì hôm nay sẽ... Ô, mình lại quên rồi các bạn. Đấy, mong rằng hôm nay anh em sẽ like share nhiều hơn nha, và đăng ký nhiều hơn ạ. Có những món quà từ anh em gửi cho ạ. Buồn thật, không thấy bạn nào thế là giúp cho mình ít quá, buồn quá. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với server 804 và điểm qua em sự kiện xem cuối tuần này có gì hot, nghe bảo hot lắm anh em ạ. Cuối tuần này hot 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 luôn ạ. Ngoài ra mấy anh em nó có bộ kệ chưa cái shop nha. Shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, anh em ủng hộ với con nào. Mình bữa nay có thu mua bán hàng lại rồi, bạn nào có nhu cầu mua bán cứ liên hệ với mình nha. Link Facebook mình có để phần mô tả luôn. Xin cảm ơn. Ok, nói chung con hàng này thì mình nói rồi, mình vẫn sẽ ở đây cày, các bạn yên tâm mình sẽ cày đến khi nào lắp best server thôi. Không còn tốt vẫn cày, các bạn yên tâm, cái này không phải lo nhá. Chỉ là vấn đề thời gian, nếu mà nó không có nhiều đẳng sắc lắm nữa thì mình sẽ ít cho em nó lên hơn về sau. Để tháng sau lịch, tháng này đang bận anh em, tháng sau rảnh rồi mình sẽ sắp lịch rồi bắt đầu lại đua top server mới VIP không cùng các bạn luôn cho vui. Sách của nước nhá, cuối tuần này bắt đầu xuất hiện các sự kiện lạ là sách vật đồ mới này anh em này. Ở bên quà tiêu phí đây, các bạn đây ở đây thì các bạn được 4 quyển sách của nước luôn. Mình vừa lượn qua mình cũng xem qua rồi chứ mà là không, sự xuất hiện của khiên và kiếm anh em. Đây ở em vẫn đổi này, khiên và kiếm mảnh thường và mảnh bá chủ luôn ạ. Đây mảnh Rerota này, đây mảnh bá chủ này, có đây là còn gì Zakian, Zakian rồi, Zamezenta rồi rồi, hai con này nghe Zakian là biết rồi anh em, mình nhớ là mình đã xem tập này rồi. Có sách đây, sách của lửa, sách của lửa nữa các bạn. Ui rẻ vậy. Ý là mình đang nói là 300 đèn là rẻ chứ đâu, sách của nửa chắc khó kiếm anh em. Ô, chứng tỏ bộ đồ này cũng rẻ đấy chứ đâu phải đắt đâu anh em. Chứ nào các bạn kiếm mấy cái kia này xem nó đắt là đắt ở cái này này các bạn này, nó 300 đèn là rẻ này. Còn ok, xem nó đắt bao nhiêu nó mới ra được giá anh em. Đây, ngoài ra thì bên game nó cũng thay đổi sự kiện đổi quà luôn, khá là ngon. Mình thấy ở cuối event này có cái đây này, đổi DNA, đổi DNA thành thẻ đột phá, ít hơn ngày xưa là cứ một DNA được 100 thẻ đột phá, nhưng bây giờ thì rẻ bèo rồi, có 10 thẻ à. Cái này hơi rẻ quá, thực sự hơi rẻ quá nhưng mà anh em thích thì vẫn để đổi được. Mấy bạn dư được khoảng nghìn hơn nghìn cái thì chắc đổi cũng được. Vé có cộng mà để đổi có 50 lần là cũng chả được nghìn cái, có 500 đè 500 mấy thôi. Vé có cấp này các bạn này, đổi 250 mảnh thường được, các bạn đổi về được 150 vé cao cấp, thích thì đổi này. Quái vật biển cả bá chủ. Ký hiệu sen đỏ, phụ kiện lên đồ sen đỏ này anh em này. Nói chung cuối tuần này nhiều cái ngon, nói chung mình thấy cuối tuần này là nhiều cái ngon này. Xem event quà.
5 ngày nhận được Atarax này. Và dương thần thú nữa nha, lại có dương thần thú này. Event quà. Event quà thì không có gì, có đồ nâng cấp để hợp thể đồ này. Bản quay kim cương. Bản quay kim cương phiên bản mới anh em. Mình chưa quay cái bản quay này lần nào vì không có tiền lạp anh em, bữa nay nghèo quá, không có tiền lạp, các bạn thông cảm. Anh em nào có lạp nhiều cho mượn ké quay cái video thì cảm ơn. Đây cho quà lạp chọn AB này. Cái này đây, sách của nước, cái của nửa đây anh em có thể làm ở đây. Kinh. Vị trí các bạn nạp vào coi như là 80k là coi như là 5 triệu là được 30k, 10 triệu là 60k. Gần 15 triệu anh em, gần 15 triệu các bạn thu về được bao nhiêu? Sách của nước thì nhiều hơn nha. Sách của nửa thì các bạn ui vừa tròn 400 quyển sách của nửa anh em, 400 quyển sách của nửa, còn nâu nước thì các bạn sẽ thu về được 350 quyển sách của nước. Mà đem đi đổi xem nào. Được 300 quyển thì anh em đổi được một bộ đôi này. Nếu mà rồi chọn một trong hai cháu bá chủ thôi. Ui, đắt thật sự ạ. 15 triệu đấy anh em, 15 triệu đấy. Rồi anh em muốn lấy thêm 100 quyển sách nữa thì các bạn lại phải nạp tiếp vào, lần sau lại nạp vào rồi thêm 5, đâu đó hơn 5 triệu nữa. Nói chung bộ đôi này cũng phải ngót nghét gần 20 triệu anh em. Hơn 20 triệu mới được một bộ đôi này. Đâu phải dễ ăn của bên game các bạn, nó mà nhè cho dễ ăn thế thì cũng lại ngon quá. Đấy. Đấy là mình tính thôi nha các bạn nhé. Nhiều khi mình tính cho nhiều anh em cứ để bụng nó nhỉ. Thế là mình tính, các bạn tính có chuẩn hơn thì comment video. Không phải đâu anh ơi, 50 triệu hoặc là 70 triệu đi. Lại vào, ui thằng này nó tính nhiều gì, sao tính sai hết. Ừ thì mình có bảo mình tính chuẩn đâu. Cái này là cái đo đếm bằng gọi là phép tính trừ hao thôi anh em. Chứ mình mà tính chuẩn thì lại đi làm giáo sư tiến sĩ rồi, chứ ngồi đây quay video làm gì. Mấy lần mình tính sự kiện nhiều bạn cứ vào comment bảo tính thế này này kia, các bạn tính chuẩn thì comment dưới cho anh em biết. Còn đây là phép tính của mình. Đó, mình tính sơ sơ cho hai bộ đôi cháu này cả bá chủ nữa thì các bạn ngót về cũng phải gần 25 triệu. 25 đến 25 triệu là chuẩn. Tầm 25 triệu đổ lại là các bạn sẽ sở hữu được một bộ đôi này. Thiên kiếm cộng lên bá chủ luôn. Không biết anh Hà có lên không? Chắc đi xem ké video bên kênh lớn thôi chứ kênh mình thì chắc không lên nổi rồi, anh em không có tiền để lên. Ok thôi, chúng ta đi kiếm kim cương đã. Nãy mình đánh mình vừa mấy mình quét mất 5 lượt rồi. Lại mua thêm 5 lượt nữa để quét lên ạ. 43 này. 36 này. 32 này. Cố gắng leo lên top cao nhất có thể anh em. Hôm nay đi săn kiếm thêm kim cương. 29 này. Đụng độ phát anh em. Lại dập top PK thôi. Đấy, sơ khai thì vậy thôi. Nói chung thì nói vậy, chiều sau nay thì mình cũng xin cảm ơn tất cả lời chúc sinh nhật tốt đẹp từ anh em đã dành tặng đến cho mình. Và như là hứa hẹn thì mình các bạn yên tâm, ngày mai tối ngày mai thì mình sẽ có video vlog cho anh em xem, đó là điều chắc chắn đảm bảo với các bạn. Còn có hay hay không thì mình không biết, không đảm bảo trước. Đấy, vấn đề hay hay không thì mình không dám nói trước ạ. Nhưng thì mình sẽ có một cái video vlog cho các bạn xem luôn, cái này thì đảm bảo ạ. À nhưng mình chưa đặt khu vực và anh em, đúng rồi. Thật sao mình cứ bảo mình thấy có gì đó nó thiếu thiếu ở con nào của mình. Quả huy hiệu nữa anh em, bữa nay có quả huy hiệu con nào mình đánh bá nhiều. Win. Giật top kiếm kim cương anh em. Đó, tích được 4k rồi, mình lại tích được 5k kim cương anh em. Đánh trong đợt top này cho nên được 5k. Đặt thêm quả huy hiệu này. Đấy, viện trợ này. Đó. Đấy, bảo sao mình cứ thấy bảo sao tem mình lại có 3 triệu 3, 3 triệu dưới đồng hoàng mà. 81, 69, ui 94, đến đoạn này thôi mà thấy nhiều anh em được chiến cao đấy nhỉ. 76, chắc đánh được bạn 66, 61 này. Chứ bạn 61 này đánh. Ui, mới lên tầng này thôi mà thấy các bạn được chiến, mình cảm thấy hoang mang quá các bạn. Anh em được chiến gắt quá. 79 này, 98 này. 73, chiến bác 73 này coi. Có nhiều bạn bảo là cái tem của mình sắp tem như đúng rồi. Mình có bộ đôi Latias cả Latios nhưng mình không muốn cho nên đội à. Dù sao cái tem này tuy là nó không bổ trợ nhưng mà chắc mình sẽ bỏ Acer ra cho con Latias vào lên anh em. Đóng băng con DNC lại là hợp lý nhất này. Tầm này đóng băng DNC là hợp lý nhất này. Bút lên.
hạ luôn. Rồi, ui, hỗn loạn à. Cố lên em ơi. Ui, lại chạy hỗn loạn đúng lúc thế nhờ. Đúng lúc thật sự luôn ạ. Này, nó được bút đấy anh em. Đây, cái quả môi trường của mình nó bút thêm 13% đam cũng như crit cho toàn đội anh em nhá. Đấy. Thế nên là giờ đam điếc của nó sau khi ăn quả bút thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Múc nó sẽ phê hơn. Ui, 211 kim cương ạ. Vậy là gần 5k kim cương rồi. Ngon lành, ngon lành. 4k dưới rồi. Vấn đề còn leo lên top được nữa không thôi. Bây giờ đứng ở top 5 mấy á. Ui. Mình thay đổi trận phát. Không mà tem mình có thay đổi cũng vậy thôi. Có cái đề tem mạnh nhất này mà đánh thôi. Đây có bạn 51 này đánh bạn phát xem là có ăn được không. Giao lưu chúng ta nhằm mục đích giao lưu là chính em. Đợi lên level 85 mình chỉnh lại cái đồ của con Nuza thôi là nó sẽ thay đổi được chiến của tem mình, nó lại khác bọt ngay anh em. Lúc đấy mọi chuyện nó lại ở một diễn biến khác nữa, các bạn cứ chờ mà xem. Đợi mình lên level 85 nhé. Mình cũng sắp lên level 85 rồi. Còn đâu đó vài chục ngày nữa. Anh em chờ đợi nha. Đợi chờ. Ui. Có luôn ạ. À, xịn thế. Sắp mặt rồi. Biết thế quả này búc môi trường lên luôn anh em. Đây là gì? Ui, Lang Sidor đang... Quên mất đâu không đọc đây nó. Lang Sidor đang online luôn anh em. Con này thì đánh khỏi bàn rồi. Bao hệ dòng luôn mà. Cay thế nhờ. Mình cũng có đóng băng mà. Bạn em như mối nhà bạn có ấy. Nhà mình cũng có bạn này. Đây rồi, mục tiêu Aesert này. Aesert này, hạ con Aesert luôn đi các bạn. Hạ con Aesert luôn đi cho bỏ tức. Hạ nó luôn đi ạ. Đây này thì Nuza này 3 đánh 1 không chột. Không chột thì cũng phải què. Đúng, bạn biết vì sao mình để lại được ulti đấy. Để bây giờ nó ulti nó bay cao thì mình cũng ulti được các bạn. Lý do đơn giản vậy thôi. Mày đóng băng tao đóng băng trả mày. Mình lại sợ bạn quá cơ. À thế thì làm sao mà à. Mình lại sợ bạn quá. Bạn là mình sợ quá cơ. Bạn là mình sợ quá đấy bạn ơi. Sợ bạn quá bạn ơi. Win luôn ạ. À. Được 96 kim cương anh em. Cay cú thật sự. Đang được tốt 57 thôi ạ. À. Chắc tầm này thôi, xem bảng xếp hạng nào. Có qua được top 50 không? Đến top 50 rồi, cũng cho đến xem top 50 thôi. Nên tầm ấy chắc là cũng là đỉnh nhất con nạc của mình rồi đấy. Rất phát, rất dũng vực luôn ạ. À. Nhìn mà nản luôn á, muốn qua server mới cày ghê luôn. Nhưng nhiều anh em cứ bảo nên thôi, chắc thôi cũng từ từ đã. Ok, nói chung sự kiện cuối tuần này thì cũng vô cùng hot hòn hòn rồi. Không còn gì để bàn luận nữa. Chúng ta điểm qua sơ qua vậy thôi. No clip thì hôm nay chắc mình cũng xin phép mọi người kết thúc tại đây.
Cảm ơn tất cả lời chúc tốt đẹp của anh em trong thời gian qua, cũng như cảm ơn tất cả anh em qua trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh, xem video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, còn gì thôi, hẹn gặp anh em ở video vlog để chúng ta có một cái video nói riêng cho nó dễ ạ. Còn video này kết thúc đây nha. Hẹn mọi người clip theo, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.